hình ảnh của một tiểu cảnh hồ cá koi đẹp quá. Người thiết kế đã chọn ra cái loại đá màu rất là ăn với màu nước, màu xanh của cây bonsai. Đẹp quá. Không gian của một nhà vườn tại chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc, Hà Đông. Làm nguyên bản như cái hồ cá kích thước như thế này, đá đúng cái loại này là khoán gọn hết bao nhiêu tiền anh? 200 triệu à? Tất cả công trình của anh tất người ta chỉ có sử dụng thôi mà. 200 triệu. Tôi rất ưng cái màu đá này. Hả? Cổ thạch. Vâng. Đá cổ thạch. Hai trăm triệu. Để tôi về tôi quay tôi cho ông bạn tôi ông xem. Vì ông có mới làm xong cái biệt thự mà. Nếu mà ông đặt cái này ở góc vườn thì hay quá nhỉ, nhìn đẹp. Bởi vì cái kích thước này là rất hài hòa với vườn nhau. Nó vừa phải, không rộng lắm, chơi gọn gàng này thôi. Hai trăm triệu là gia đình có một cái tiểu cảnh hồ cá koi đẹp như thế này. Tất cả từ lọc, thiết bị lọc nước an toàn. Thế thôi, chỉ còn góc nhỏ nhỏ cái tiểu cảnh cái đồi tùng khoảng độ 5-7 cây thôi, nhỏ nhỏ là vừa. Một hai cây mộc nữa lấy cái hương thơm. Sau khi có mặt bằng thi công khoảng bao ngày xong anh? 15 ngày à, thì cũng được ấy. Hoàn chỉnh hết cả thiết bị lọc. Khả năng nhà ông này sẽ làm nó vuông thước thợ. Bởi vì cái chỗ nhà ông có cái góc đặt được cái lầu trà nhỏ nhỏ thì nên làm vuông thước thợ. À, lúc đấy mình đến thăm mình thiết kế sau nha. Đá cổ thạch. Vâng, và tôi chia sẻ với các bạn số điện thoại của anh chủ vườn mà cái tiểu cảnh hồ cá koi tôi vừa giới thiệu với các bạn để chúng ta liên hệ. Tôi là Tân, số điện thoại của tôi là 096 224 8998. Vâng, cảm ơn anh nhé. Đỗ Sinh đã giới thiệu với các bạn cái tiểu cảnh rất là đẹp, nguyên liệu bằng đá cổ thạch. Làm hoàn thiện từ khâu thiết bị lọc cho đến thiết kế thi công trong thời gian 15 ngày với cái không gian mà kích thước như thế này thôi. Còn nếu mà thực tế thì có thể tăng giảm theo cái thiết kế cái
yêu cầu của gia đình với giá là khoảng 200 triệu. Tuyệt vời đấy. Anh nhìn trước anh cho lấy số điện thoại của em rồi. À, ngoài cái thiết kế thi công về non bộ và hồ cá coi, anh Tân còn là một nghệ nhân rất giỏi về bonsai nghệ thuật. À, như anh em làng chơi vẫn nói là đến Vạn Phúc, đến những người làm đá thì chúng ta phải đến với vườn cảnh anh Tân. Quả thực là như vậy. À, với cái bàn đá, với cái mâm xoay, những cái nét vẽ demo của anh trong đầu liên tục cho ra đời những cái tác phẩm mới đẹp. Sự hài hòa kết hợp giữa cây và đá, các loại đá, trong đó phải kể đến một cái vật liệu đá đặc trưng của xứ Đoài, đó là đá ong, cũng được anh Tân kết hợp với một bức tường đá ong, trên đó có một cây si búp đỏ rất là đẹp với cái tiểu cảnh này. Cây trần thăng giống cây túc như quá. À, đúng cái độ mà cây si tung lộc nhìn đẹp quá. Đây là phía sau. Cây si đá ong này báo giá khoảng bao nhiêu tiền để giao lưu anh Tân? Mấy chục? Hai chục? Ba chục? Hay là 70, 80? 65 triệu. À, thế là 65 triệu. À, chứ anh nói hàng chục thì chỉ vài chục thôi thì nó vô cùng quá. 65 triệu đúng không? Rồi. Nguyên liệu đá ong thì giữ nước rất tốt. Độ ẩm, điều hòa. Hay đấy. Chúng ta cũng thấy anh có thiết kế một số những cái tiểu cảnh treo. Vâng, ở đây có cây túc. Một cây túc tầm bonsai mini. Đây là bệ đa. Vâng, cây đa có cái cốt thân tuyệt vời quá. Một phút nữa xong mình di chuyển. Đấy, Mai Thiếu Thủy đấy. Nhà cháu đã có cây Mai Thiếu Thủy nào chưa? Cháu cây nó to lắm. À, tức là chơi cây to rồi gì? Cúm. Cây to. Cúm to tướng. À, cây Mai.
Tức là dáng rông à, dạng rông à? Rông. Không được rút rít như này. Đấy, cây mai này đẹp. Đây đẹp quá. Cây mai lá chung. Đây lá chung. Không phải là kim đấy. Lá không, không có lá kim, lá nhỏ thôi chứ không có lá kim. Lá nhỏ thì đẹp. Lá nhỏ hơn. Còn có loại lá to hơn. Cây dưới thân quái này. Một cái rễ dưới đường chạy rất là đẹp. Chơi những cây nó bay bay, nó quay quái này, nó không chán cây. Chơi lúc nào cũng vẫn thích. Thì chơi những cây nó hiền quá, nó nhanh chán. Này làm khéo tay lắm. Lần trước đến có những cái tác phẩm mà ông ém vào những cái viên đá, cảm thấy là rất là vui, nhìn rất vui mắt. Cây khế. Vâng, cây xanh dáng huyền, chuyển thân rất hay. Và có cái nét ôm chậu. Có cái tay này quạt lại ôm chậu. À, đến đây Đỗ Sinh dừng cuốn video này để tiếp tục cùng các bạn đi dạo chợ hoa cây cảnh Vạn Phúc, Hà Đông. Túc chơi được. Cây túc, dòng cây sung túc ấy, trồng hai cây cạnh nhau. Nó là trở thành sung túc. Lộc nó đỏ. Những cây cảnh mà có lộc đỏ là người ta rất thích chơi. Là thứ sao? Tức là có lộc và nó đỏ như lộc mà. Rồi. Tôi xin dừng cuốn video này ở đây để tiếp tục chuyển với những cái nhà vườn khác và khu vực bán cây. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.